Xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang theo dõi bản tin trưa của chúng tôi. Bản tin trưa được cập nhật đến 11 giờ hàng ngày và sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch nước không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Thành phố Thủ Đức xếp cuối bảng đánh giá năng lực cạnh tranh nội bộ thành phố Hồ Chí Minh. Đề nghị 18 đến 20 năm tù đối với cựu công an giúp sức cướp tiền ảo trên cao tốc. Ukraine ra điều kiện đàm phán với Nga. NATO đàm phán với Nhật Bản để lập văn phòng đầu tiên ở châu Á. Thông tin chi tiết về những sự kiện mới nhất vừa diễn ra sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo thông tin từ báo Đại Đoàn Kết, hôm qua 11 tháng 5, tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá cao những kết quả ngành Kiểm sát Nhân dân đã đạt được thời gian qua về phòng chống tham nhũng tiêu cực, xử lý kịp thời nghiêm minh các vụ án trọng điểm. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng nêu một số hạn chế như chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại một số đơn vị chưa cao. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước yêu cầu ngành kiểm sát chú trọng nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, cân nhắc thận trọng, khách quan, áp dụng pháp luật linh hoạt, đặt lợi ích nhà nước, nhân dân lên trên hết. Chủ tịch nước nhấn mạnh, mọi tội phạm phải xử lý kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, đồng thời phân hóa rõ hành vi phạm tội của từng đối tượng, bảo đảm thấu tình, đạt lý, nhân văn, thuyết phục. VN Express đưa tin, theo báo cáo tại hội nghị công bố kết quả chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương DDCI diễn ra hôm qua ngày 11 tháng 5, thành phố Thủ Đức xếp cuối bảng trong các địa phương được đánh giá DDCI năm 2022. Đây cũng là đơn vị hành chính cấp quận duy nhất của thành phố Hồ Chí Minh có điểm số đánh giá dưới 50 trên thang điểm 100. Trong các chỉ số thành phần, thành phố Thủ Đức xếp cuối về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cạnh tranh bình đẳng, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự, tính năng động, sáng tạo và hiệu lực của chính quyền địa phương. Địa phương này cũng nằm trong số 6 quận, huyện xếp cuối bảng về các chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, khả năng tiếp cận đất đai và ổn định trong sử dụng đất, chi phí không chính thức, chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp, vai trò của người đứng đầu. Theo thông tin từ Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, hôm qua 11 tháng 5, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Hồ Ngọc Tài, Trần Ngọc Hoàng, Nguyễn Quốc Dũng, từng là cán bộ thuộc một phòng nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn, từng là cán bộ công an phường tại quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh và 12 đồng phạm về tội cướp tài sản. Đây là vụ dàn cảnh va chạm giao thông tại cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành, Dầu Dây để lấy số tiền ảo Bitcoin trị giá 37 tỷ đồng của một doanh nhân xảy ra giữa năm 2020. Tại phần luận tội, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tài và Hoàng tù chung thân, hai cựu công an Dũng 18 đến 20 năm tù, Tuấn 7 đến 9 năm tù, 12 bị cáo đồng phạm 8 đến 20 năm tù về tội cướp tài sản. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, hôm qua ngày 11 tháng 5, tại phiên xét xử phúc thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xảy ra tại công ty cổ phần địa ốc Alibaba, bị cáo Võ Thị Thanh Mai đã tham gia phần thẩm vấn sau nhiều ngày vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu. Bị cáo Mai cho biết, đối với số tiền thiệt hại 2.400 tỷ đồng, ông Lê Viết An đã rút yêu cầu trả thay. Tuy nhiên, sau khi giải lao, bị cáo Mai trình bày rằng vừa trao đổi qua điện thoại với ông An và ông này đồng ý khắc phục số tiền 12 tỷ đối với tội rửa tiền của Mai. Theo bản án sơ thẩm, Mai đã chỉ đạo Nguyễn Thái Lực, em trai bị cáo Luyện, rút 139 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, Mai dùng một phần số tiền này để trả nợ vay ngân hàng. Số tiền còn lại khoảng 12 tỷ đồng, Mai sử dụng vào mục đích cá nhân, đến nay cơ quan điều tra chưa thu hồi được. Từ đó, cấp sơ thẩm tuyên buộc bị cáo Mai phải nộp lại số tiền này để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án cho các bị hại trong vụ án. Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trên cơ sở điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính, các doanh nghiệp đã đưa ra thông báo điều chỉnh giá bán lẻ xăng, dầu trong hệ thống của mình tại kỳ điều hành xăng dầu chiều 11 tháng 5. Theo đó, giá xăng giảm mạnh. Cụ thể, kỳ này Liên Bộ điều chỉnh hai loại xăng E5 và A95 lần lượt giảm 1.306 đồng một lít và 1.320 đồng một lít. Sau khi giảm giá, xăng E5 ở mức 20.131 đồng một lít, còn xăng A95 ở mức 21.000 đồng một lít. Như vậy, đây là phiên thứ 3 liên tiếp giá xăng dầu được điều chỉnh giảm kể từ ngày 21 tháng 4 đến nay. Tổng cộng số tiền được giảm cả 3 phiên đối với xăng A95
là hơn 3.200 đồng một lít, với xăng E5 là hơn 3.000 đồng một lít. Và phần tiếp theo của chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Theo thông tin từ báo tin tức, trưa ngày 11 tháng 5, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Lâm Đồng cùng với công an huyện Đà Hoai khống chế đám cháy tại xưởng sản xuất viên nén mây tre trên địa bàn thị trấn Madagui, huyện Đà Hoai, tỉnh Lâm Đồng. Vụ cháy không thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hàng chục tấn sản phẩm viên nén, nguyên liệu sản xuất và hệ thống máy móc, trang thiết bị có giá trị lớn của doanh nghiệp tre Việt. Được biết, ngọn lửa bùng phát tại xưởng sản xuất vào khuya trước đó, diện tích đám cháy lên tới khoảng 400m2. Tài sản bị cháy là gỗ tạp để sản xuất viên nén làm chất đốt xuất khẩu. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, Công an huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế hôm qua 11 tháng 5 cho biết đang lấy lời khai những người liên quan để điều tra vụ việc đánh người xảy ra tại công trình thi công chợ Lang Co, thị trấn Lang Co, huyện Phú Lộc. Theo thông tin ban đầu, ông Phạm Cườm, 40 tuổi, ngụ Đà Nẵng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cường Lộc Thịnh, đơn vị từng thi công công trình chợ Lang Co, chủ đầu tư công trình là hợp tác xã đầu tư khai thác và quản lý chợ Nam Việt. Lang Co do ông Nguyễn Huy Hải làm chủ tịch hội đồng quản trị. Khoảng một năm trước, do chủ đầu tư chưa thanh toán 9 tỷ đồng tiền theo tiến độ nên ông Cường cho dừng thi công. Chiều 9 tháng 5, ông Cường cùng ông Nguyễn Hữu Vinh, 50 tuổi, lái xe cho công ty ông Cường ra công trình gặp ông Hải để nói chuyện về việc trả tiền. Ông Cường và ông Vinh bị ông Hải cùng nhiều người khác lao vào hành hung. Cả hai người đều bị choáng và chấn thương nhiều chỗ, nhất là vùng mặt và vùng đầu. VTC News đưa tin, Bệnh viện Chợ Rẫy vừa phát cảnh báo về việc giả mạo thông tin kêu gọi xin tiền. Cụ thể, một tài khoản Facebook đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng hỗ trợ chi phí mai táng cho chồng vì tài chính cạn kiệt sau thời gian điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Kèm theo bài đăng là hình ảnh một bệnh nhân nam, một giấy chứng tử tên Trần Quốc Việt và số tài khoản ngân hàng tên Lê Thị Ngọc Bích. Bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định thông tin người bệnh mà tài khoản này chia sẻ không điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Theo Bệnh viện Chợ Rẫy, đối với các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn khi nhập viện điều trị và cần giúp đỡ, người nhà bệnh nhân có thể liên hệ đến khoa đang điều trị để được kết nối với phòng công tác xã hội của bệnh viện. Theo thông tin từ Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Công an quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra một vụ ẩu đả khiến một người tử vong trên địa bàn. Được biết khoảng 1 giờ 30 phút rạng sáng 11 tháng 5, người dân trên đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp nghe tiếng cự cãi, ẩu đả giữa một số người. Khi người dân tới can ngăn thì phát hiện một người tên là C, tên viết tắt, khoảng 31 tuổi nằm gục, tử vong trên đường. Những người liên quan đã rời đi. Theo người dân, nạn nhân trước đó có nhậu một mình tại quán gần đó và có nảy sinh mâu thuẫn cự cãi với một nam thanh niên tên T, tên viết tắt, ở phía bên kia đường. Rạng sáng 11 tháng 5, người này rời khỏi quán nhậu rồi quay lại. Lúc này, nam thanh niên tên T và người bạn đã dùng gạch, ghế, gậy gỗ tấn công, trúng đầu, khiến C tử vong. Báo Dân Trí đưa tin, hôm qua ngày 11 tháng 5, ông DTT, tên viết tắt, bác sĩ công tác tại Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, đã có đơn trình bày sự việc liên quan việc chị Trần Thị Thu B, tên viết tắt, 28 tuổi, tổ ông này đã hành hung mình giữa đường phố. Theo ông T, sáng ngày 8 tháng 5, chị gái của chị B lái xe ô tô lưu thông trên đường tại thành phố Buôn Ma Thuột và xảy ra va chạm với ô tô do em gái bác sĩ T điều khiển, khiến em gái ông T đang mang thai bị thương, phương tiện hư hỏng. Sau đó, chị B có đơn tố cáo ông T hành hung chị trong quá trình hai bên gia đình giải quyết vụ tai nạn. Em gái ông T đã làm đơn tố cáo chị B gửi đến cơ quan chức năng về hành vi không tham gia cứu chữa người bị nạn và hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người bị nạn. Ông T khẳng định bản thân ông không hành hung chị B. Ông T cho biết việc đẩy bà B ra là do bà B quá hỗn láo chứ không phải hành hung. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 11 giờ hôm nay. Theo thông tin từ báo Dân Trí, trả lời phỏng vấn truyền thông ngày 11 tháng 5, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov cho biết nhiều nước đang gây sức ép để buộc Ukraine ngồi vào bàn đàm phán với Nga theo các điều kiện của Moscow. Ông Danilov không tiết lộ cụ thể các quốc gia, nhưng cho biết họ tăng sức ép buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán theo các điều khoản của Nga. Tuy nhiên, ông Danilov nhấn mạnh Kiev sẽ không bán rẻ lợi ích quốc gia mà chỉ đàm phán với Nga trên cơ sở các điều kiện mà Kiev đưa ra. Ukraine cũng tuyên bố sẽ chiến đấu cho đến khi giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, bao gồm cả bán đảo Crimea. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky năm ngoái đã ban hành sắc lệnh không đàm phán với Nga khi Tổng thống Vladimir Putin còn đương chức. Về phía Nga, Điện Kremlin cho biết
hiện tại họ không nhìn thấy triển vọng đàm phán hòa bình với Ukraine khi luật pháp nước này vẫn cấm đối thoại với Nga. Theo thông tin từ VN Express, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã xác nhận trong cuộc phỏng vấn với CNN ngày 10 tháng 5 rằng NATO đang đàm phán với Nhật để thiết lập một văn phòng đại diện ở Tokyo. Ông Stoltenberg không cung cấp thông tin chi tiết như thời điểm thiết lập văn phòng. Nếu kế hoạch thành hiện thực, đây sẽ là văn phòng đầu tiên của NATO ở châu Á. Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi cùng ngày xác nhận thông tin trên. Ông Hayashi nói lý do là thế giới đang ngày càng bất ổn. Từ khi Nga mở chiến dịch ở Ukraine, buộc Nhật Bản phải đánh giá lại an ninh khu vực. Theo Tổng thư ký NATO, NATO cần tăng cường quan hệ với các đối tác ở Ấn Độ, Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Theo ông, vấn đề an ninh hiện nay không còn mang tính khu vực mà đã ảnh hưởng tới toàn cầu. VN Express đưa tin, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Jakob Ellemann-Jensen ngày 11 tháng 5 thông báo sẽ nghỉ ốm 6 tháng do stress. Ông Ellemann-Jensen bắt đầu nghỉ ốm từ tháng 2 do trải qua các triệu chứng của stress như bị chóng mặt, nhức đầu và phải vào viện khám. Phó Thủ tướng Đan Mạch cho biết, ban đầu ông nghĩ rằng sẽ khỏe lại sau vài tuần nghỉ ngơi, nhưng thừa nhận đã sai về điều này. Ông Ellemann không nêu rõ lý do mình bị stress. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen khẳng định việc ông Ellemann-Jensen nghỉ ốm không ảnh hưởng đến công việc của chính phủ. Bộ trưởng Kinh tế Đan Mạch sẽ đảm nhận vị trí quyền Bộ trưởng Quốc phòng khi ông Ellemann-Jensen nghỉ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trưa của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi các bản tin trên kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất ở tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Và chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm cũng như đồng hành của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.